Muốn bảo quản thịt được lâu và không mất cái chất dinh dưỡng thì mình đừng có bỏ qua cái bước này nha. Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình chia sẻ đến cả nhà cái cách bảo quản thịt để rất là lâu nhưng mà thịt đó thì vẫn tươi và vẫn giữ được độ ngọt còn chất dinh dưỡng ha. Thường thì mình mua thịt về thì mình cứ để vô trực tiếp vô ngăn đông thì cách đó thì không có an toàn nha cả nhà. Mình phải làm vài cái bước này rồi á thì mình mới để thịt vô trong tủ lạnh á thì thịt giữ được rất là lâu luôn nha, và khi mà mình lấy ra mình ngã đông á thì thịt rất là tươi luôn. Rồi nếu mà các bạn quan tâm thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình nha. Và đây là thịt mình chưa ngã đông nè, rất là tươi xanh luôn ha, mặc dù là mình để rất là lâu rồi nè. Đây là thịt mình mới mua về nè, mình đã cạo rửa cho thật là sạch rồi nè. Mỗi khi mà mình mua thịt về thì mình cứ để nguyên gì rồi mình cho vô tủ lạnh thì nó rất là sai lầm nha. Nếu mà muốn thịt tươi và mịn màng, bóng mượt, vẫn giữ được cái độ ngọt thì mình sẽ làm vài cái bước như sau. Rồi bây giờ thì mình vừa làm và vừa chia sẻ đến các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra, mình cắt ra từng cái miếng nhỏ nha. Bây giờ cái miếng này thì mình sẽ chia ra làm 3. Để mỗi lần mình ăn bao nhiêu thì mình cứ lấy ra bao nhiêu, mình gã đông thì nó rất là dễ. Để nguyên cái miếng bự thì ví dụ mà mình ăn một lần không hết thì mình gã đông ra thì nó hơi khó. Mình chia ra từng cái miếng nhỏ như vậy thì mình bảo quản nó sẽ dễ hơn nữa. Để khi mà một miếng bự mình ăn không hết thì mình gã đông một miếng bự xong rồi thì mình cắt ra mình lấy miếng nhỏ rồi mình chở lại, tiếp tục chở lại mình bảo quản lại thì cái miếng thịt nó sẽ không có còn được tươi và nó sẽ không có còn giữ được cái độ ngọt ha. Rồi bây giờ thì mình cắt xong rồi nè. Bước tiếp theo thì bây giờ mình sẽ sử dụng là, đây là dầu ăn nè, mình có một muỗng muỗng canh, và đây là rượu trắng nè, rượu này thì mình cũng có một muỗng. Các bạn dùng rượu gốc cũng được nha, rượu mà độ mạnh thì càng tốt. Rượu thì nó giúp diệt khuẩn, sẽ không có con vi khuẩn nào để bám vô cái miếng thịt được nha. Và dầu ăn thì nó sẽ giúp cho cái miếng thịt của mình nó giữ được tươi, bóng mượt, giữ được cái độ ngọt. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho muối. Mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vô trong rượu nè. Muối và rượu thì nó sẽ giúp diệt khuẩn được. Đầu tiên là bây giờ mình sẽ dùng một cái cọ đây nè, để mình quét rượu nha. Mình quét rượu lên trên cái miếng thịt, mình quét hết lên trên xung quanh miếng thịt hết luôn nha. Đó, mình quét vậy là sẽ không có cái con diệt khuẩn nào mà để nó bám vô trong cái miếng thịt mình ha. Rồi thì lần lượt mình cứ quét cho hết mấy miếng thịt này luôn. Nếu mà thịt các bạn mua về mà các bạn không có làm qua các cái bước này thì mình giữ thịt không có được tươi lâu nha. Và thịt nó sẽ không có còn cái độ dinh dưỡng nhiều như là mình làm cách này. Rồi bây giờ mình quét rượu xong rồi, tiếp tục thì tới mình quét dầu. Và đây là dầu ăn nè, mình cứ tiếp tục mình quét cho hết cái mấy miếng thịt này luôn. Cũng tương tự như là mình quét rượu vậy đó. Mình bảo quản cái cách này thì 10 bữa nửa tháng gì mình lấy thịt ra cũng vẫn tươi nha. Trước đây thì mình không có biết cái cách này thì mình cứ mua thịt về thì mình rửa sạch xong rồi mình để vô ngăn đông liền luôn, mình không có sử dụng mấy cái cách này. Thì thịt mình khi mà mình gã đông ra thì nó bị tái nha.
Dạ, cái miếng thịt đó, nó cái chất dinh dưỡng của nó cũng không có còn được nhiều nữa. Nhìn cái miếng thịt là thấy nó không có được ngon. Rồi, bước tiếp theo thì bây giờ mình sẽ dùng cái bọc ni lông này ha. Thì nếu mà các bạn có cái màng bọc thực phẩm thì mình bọc thì nó sẽ tốt hơn nha. Nó sẽ kín hơn. Cái này thì mình cần kín chừng nào thì càng tốt hơn chừng nấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho mấy cái miếng thịt vô cái bọc nè. Đó, khi mà mình cho vô bọc xong rồi thì bây giờ mình cuốn lại nha, mình cuốn cho sát lại. Mình vuốt cho cái không khí ở trong cái bọc này nó ra hết nha. Có cái màng bọc thực phẩm thì mình bọc lại thì nó kín hơn và nhìn cái miếng thịt nó đẹp hơn nữa. Đó, mình bịt vậy đi. Xong rồi thì mình để vô cái hộp, cái dĩa vậy đó. Rồi tiếp tục có thì mình làm cho hết mấy cái miếng thịt này luôn. Rồi đây là mình có cái hộp nè, mình sẽ cho vô cái hộp. Rồi thì bây giờ mình đậy nắp hộp lại ha, mình để vô ngăn đông tủ lạnh. Khi nào mà ăn á thì á mình lấy ra mình gả đông để mình làm. Rồi như vậy là mình chờ kết quả thử xem coi chừng vài ngày để mình lấy ra thử coi thịt nó còn tươi không ha. Rồi đây nha cả nhà ơi, thịt của mình thì khi mà mình để trong ngăn đông á thì được 5 ngày rồi mình lấy ra nè. Thịt lúc này thì vẫn tươi ha. Màu sắc thì rất là tươi xanh luôn nè. Mà khi mà mình làm món ăn thì cái chất dinh dưỡng nó vẫn còn nha. Cái độ ngọt thì nó vẫn còn bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cho cả nhà xem thử nha. Khi mà mình cắt ra cái miếng nhỏ nhỏ gì nè, thì mình làm món ăn thì nếu mà mình làm ăn một lần bao nhiêu á thì mình cứ lấy một miếng. Mình khỏi có gã đông hết nguyên một cái hộp này ha. Đây, thịt rất là trong xanh luôn ha. Màu sắc thì vẫn còn đẹp nè. Đó, rồi đây là cái miếng thịt nè. Mình gã đông rồi ha. Nè, thịt nó vẫn ngon nha cả nhà. Đây, để mình gỡ cái miếng này ra luôn nè. Mình làm cách này thì nó rất là tiện lợi luôn. Khi mà mình ăn không hết thì mình để lại trong cái hộp mình bảo quản lại nha. Cái này thì mình gỡ ra để mình làm món ăn luôn. Đó. Thịt rất là ngon luôn ha. Bình thường nếu mà mình mua về á, mình không có sơ chế qua các cái bước này á thì mình để luôn trong ngăn đông tủ lạnh á thì thịt nó sẽ mất đi cái độ dinh dưỡng nha. Quả cái màu sắc đó nó không có còn tươi như vậy nữa. Khi á mà mình bảo quản rồi á, mình gã đông á thì cái màu nó sẽ bị tái á. Rồi thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái cách mà bảo quản thịt đó. Nếu mà các bạn thích cái cách làm của mình á thì khi nào các bạn áp dụng nha. Video mình đến đây thì cũng đã hết rồi. Mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.